Chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến một quán cơm chay rất là nổi tiếng tại thành phố Long Xuyên các bạn. Thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Đây là một quán cơm chay, chỉ có 15.000 một phần thôi, bao ăn no, bao ngon. Và các món ăn rất là đa dạng, rất là nhiều món. Và người ăn được quyền chọn món theo ý của mình. Bên ngoài chúng ta thấy xe đậu rất là nhiều, các thực khách đến ăn cơm chay. Xe đậu tràn trên vỉa hè, xe đậu trên vỉa hè và tràn xuống phố. Đây quán cơm chay Như Ý 2. Cơm chay tự chọn 15.000 một phần, quý khách hoan hỷ dùng hết phần ăn. Họ nhắc nhở chúng ta đừng có lấy nhiều quá rồi ăn không hết rồi bỏ mứa là rất là tội. Được biết là quán cơm chay này một ngày bán trên 2.000 phần ăn đó các bạn. Một lượng khách rất là nhiều, đủ mọi thành phần trong xã hội, từ những cái ngành thấp nhất, dân dã nhất, như xe ôm, bán vé số, bán ve chai, lao động phụ hồ, lao động chân tay, cho tới tầng lớp trí thức, người sang trọng vẫn đến đây ăn. Bởi không phải chỉ giá rẻ mà các món ăn chay ở đây làm rất ngon và rất vệ sinh, sạch sẽ. Đây là một dĩa cơm chay, các bạn nhìn thấy rất là nhiều món. Đó, mình quay cận cảnh cho các bạn xem các dĩa cơm chay. Quá trời đậu hũ, rồi rau, rồi đồ xào, đồ kho. Rất là nhiều món luôn hả mọi người. Người già cũng ăn, người trẻ cũng ăn. Bản thân mình cũng rất thích ăn đồ chay. Đây cô gái trẻ rất là đẹp, rất là sang trọng cũng đến đây ăn chay. Bây giờ người ta chuộng ăn chay nhiều lắm các bạn. Vì cái thời đại bây giờ đa số mọi người đều bị béo phì, dư cái dư mỡ, cho nên là thừa mỡ đó, dư mỡ, mỡ máu, mỡ gan, mỡ máu, mỡ gan, cho nên là nhiễm máu mỡ, nhiễm máu gan, cho nên mọi người thích đến quán chay ăn để có nhiều rau rác cho nó cải thiện sức khỏe mọi người ha. Quán cơm chay này có hai địa điểm, đây là địa điểm 1, địa điểm 2 nằm ở gần bệnh viện Hạnh Phúc các bạn, cũng thuộc thành phố Long Xuyên. Wow, các bạn nhìn tủ đồ ăn trưng bày rất sạch đẹp và rất nhiều món ăn các loại, từ đậu bắp, rau luộc, rau xào, giá xào, cải xào, hủ tiếu xào, đồ kho, canh, rất là nhiều. Mình có quyền tự chọn, thích ăn món nào thì mình chọn món nấy, mình để vào dĩa. Người ăn tự múc luôn các bạn, ăn bao nhiêu thì múc bấy nhiêu. Quả thật là nếu mà mình đi tới đây mình cũng phải ăn một lần cho biết. Bây giờ mình sẽ tham quan từ ngoài vào trong. Mình sẽ đi đến khu vực nhà bếp để xem khu vực nhà bếp họ chế biến thức ăn như thế nào nha mọi người. Đây là khu vực nhà bếp. Đó các bạn thấy không? Quý vị thấy không? Mọi người đang thì chuẩn bị. Đây là gọi là phần sơ chế thực phẩm. Người lặt rau, người thì sắt, người thì bằm,
khu vực nhà bếp cũng rất là gọn gàng, rất là sạch sẽ. Các bạn bước vào bếp nấu đồ chay toàn là rau rác các bạn ha, măng rồi rau rồi nấm. Chào các chị nhà bếp, các chị nhà bếp giơ tay chào lại mình ha. Các bạn thấy trong khu nhà bếp người phụ bếp rất là đông, cả chục chị như thế này thì các bạn biết một ngày họ bán biết bao nhiêu cơm. Quá sức đông luôn rồi. Trong bếp mà người phụ bếp đông như vậy còn hơn cái nhà hàng nữa các bạn. Nếu mọi người có đến thành phố Long Xuyên thì các bạn hãy ghé quán ăn chay Như Ý Hai này để thưởng thức một lần cho biết nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ha. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ để thêm động lực cho mình làm những video kế tiếp nhé. Cảm ơn mọi người.